có thử thách, đó chính là làm bữa ăn sáng trong vòng 5 phút. Không biết là các mẹ có giống như Thủy Anh không? Từ khi Kem và Đăng Anh đi học, đó là sáng nào Thủy Anh 6 giờ sáng cũng phải dậy để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Không chỉ có thế là chúng ta chỉ có 30 phút dành cho các bé thôi nè, đánh thức các bé dậy, cho các bé đánh răng rửa mặt mặc quần áo, mẹ vào bếp làm bữa ăn sáng và cả nhà cùng ăn sáng trước khi các bé đến trường. Vì vậy là quỹ thời gian của chúng ta vô cùng hạn hẹp. Nhưng để làm sao mà mỗi sáng chúng ta nghĩ ra được các món ăn để nấu cho các bé mà các bé thích thú và không bị nhàm chán, không bị lặp lại các thực đơn hàng ngày, thì Thủy Anh đã nghĩ ra ngay món bánh sandwich kẹp với 4 loại nhân. Và ngày hôm nay cộng sự của mẹ Thủy Anh đó chính là bé Đăng Anh, và cộng sự thứ hai đó chính là bé Kem. Em chào các cô các chú. Và mọi người biết không, tầm quan trọng của bữa sáng đó chính là bữa sáng sẽ cung cấp 30-40% tổng năng lượng trong toàn ngày. Vấn đề của mẹ đó chính là làm thế nào chỉ trong vòng 5 phút bé đã có được bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, đúng không? Và đặc biệt là các bé phải thích thú nữa. Thì ngày hôm nay thì em sẽ chỉ với một vài nguyên liệu rất đơn giản thôi, bánh sandwich này chúng ta có thể làm được 4 vị và 4 vị sẽ đều rất thơm ngon. Vị đầu tiên đó chính là bánh sandwich bơ phô mai sữa. Vị thứ hai thì bánh sữa thay sữa bằng cacao. Vị thứ ba đó chính là bánh sandwich nhân mứt. Mứt nào thì mọi người có thể tự lựa chọn nhé. Có thêm một vị. Và cuối cùng nếu mà chúng ta muốn ăn đồ mặn thì sẽ có bánh sandwich nhân pate kèm một chút dưa leo nữa cho mát, đúng không nào? Đúng rồi. Và bây giờ Kem còn giúp mẹ làm gì nhỉ? Cắt vỏ. Cắt vỏ. Thì tại sao? Kem vỏ anh. Đúng rồi, không biết là các bé nhà các mẹ có giống Kem và Đăng Anh không? Các bé có ăn cái tiền cứng này nên chúng ta sẽ cắt ra nha, con có thể lấy kéo đi. Đăng Anh sẽ tận dụng thời gian Đăng Anh phết bơ nha. Mọi người biết không, sáng nào thì anh cũng cố gắng dậy sớm 6 giờ để cùng các con có một buổi sáng thật tuyệt vời. Việc cả gia đình ăn sáng với nhau sẽ giúp cho chúng ta gắn kết tình cảm với nhau nhiều hơn. Bố mẹ có thể trò chuyện với các con và khởi đầu năng lượng một ngày mới tuyệt vời để các bé có sự hứng khởi khi bước vào buổi học đầu tiên ở trên trường, đúng không? Hai bé nhà Thủy Anh, Kem và Đăng Anh rất là thích ăn bơ và phô mai vì đó là chế phẩm từ sữa, giúp bổ sung canxi rất là tốt. Và nếu mà bé nào mà ngại uống sữa, chúng ta các mẹ có thể cho các bé ăn bơ phô mai hoặc váng sữa rất là tốt. Loại sandwich nào thì Thủy Anh cũng sẽ cho thành phần bơ và phô mai cố định, không thay đổi. Đây là phô mai. Mỗi một cặp bánh sandwich thì anh cho một viên phô mai. Chúng ta đã hoàn thành 5 phút.
Còn đây là sô-cô-la của mẹ. Vậy là Thúy Anh cùng với bé Ken và Đăng Anh đã hoàn thành thử thách 5 phút với bữa ăn sáng. Mọi người hãy đừng quên nhấn subscribe hoặc đăng ký phía bên dưới nhé, để chúng ta cùng xem rất nhiều video thú vị của gia đình Đăng Khôi Thúy Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.